Sáng ngày 31 tháng 7, đại diện công an thành phố Hà Nội cho biết, huyện Trương Mỹ vẫn đang đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Hiện tại, 24 thôn xóm trong huyện bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống của gần 3.000 hộ dân. Trong đó, khoảng 1.000 hộ dân đang ở vùng ngập sâu và nguy hiểm, thuộc diện có nguy cơ phải sơ tán khẩn cấp. Tại thôn Nam Hải, xã Nam Phương Tiến, khu vực thường xuyên bị ngập lụt, tình hình năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 100 hộ dân tại đây hiện vẫn bị ngập trong nước, để giảm bớt khó khăn cho người dân, công an huyện Chương Mỹ đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Cũng bơi thuyền đến từng nhà để tiếp tế nhu yếu phẩm như mì tôm và sữa. Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm, công an huyện và các xã trên địa bàn chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân, đặc biệt là ở những khu vực sơ tán nhằm tránh tình trạng trộm cắp. Dự báo mưa lũ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Công an huyện Trương Mỹ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể để ứng trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng ứng phó và kịp thời cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, giả soát các phương án ứng phó và nhà ở an toàn, đồng thời thực hiện tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến đê điều và thủy lợi. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, mùa bão năm 2024 dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ sự thay đổi trong hiện tượng Enso, dao động phương Nam, đặc biệt là sự chuyển giao từ Enino sang La Nina. Enso là sự biến động chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển ở Đông Thái Bình Dương, có ảnh hưởng sâu rộng đến khí hậu toàn cầu. Trong khi Enino là giai đoạn nước biển ấm, La Nina là giai đoạn nước biển lạnh gần đây dấu hiệu của la nina đã trở nên rõ rệt hơn với sự mở rộng của vùng nước lạnh tại phía đông thái bình dương lan dần về phía tây Bề mặt nhiệt độ nước tại khu vực Thái Bình Dương đã giảm xuống mức âm 0,265, cho thấy sự chuyển tiếp từ Enino sang La Nina đang diễn ra nhanh chóng. La Nina có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bão nhiệt đới. Trong mô hình điển hình của La Nina, bão thường bị ngăn chặn ở phía đông và giữa Thái Bình Dương, cũng như ở hầu hết khu vực Tây Thái Bình Dương, ngoài trừ Biển Đông, nơi có thể chứng kiến sự gia tăng của số lượng bão. Với sự chuyển pha nhanh chóng trong năm 2024 và các thiên tai đã xảy ra gần đây tại Việt Nam, Philippines và Đài Loan Trung Quốc nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan và dồn dập tại khu vực Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương đang gia tăng. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, cảnh báo rằng La Nina có thể khiến các cơn bão đổ bộ vào đất liền nhanh hơn, làm giảm thời gian chuẩn bị cho các khu vực bị ảnh hưởng. Dự báo từ trang bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương cho thấy, từ nay đến cuối năm 2024 có thể từ 15 đến 20 cơn bão được đặt tên ở khu vực này. Với khả năng từ 2 đến 4 cơn bão mạnh lên thành siêu bão có sức gió từ 241 km giờ trở lên. Trong số đó, khoảng 50 đến 60% sẽ tập trung ở khu vực biển Đông và phía đông Philippines, tức khoảng 9 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới với 4 đến 6 cơn có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền, đặc biệt cần đề phòng khả năng xuất hiện siêu bão từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Trong những ngày qua Đặc biệt từ tối 29 tháng 7, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phải đối mặt với mưa lớn liên tục kéo dài, dẫn đến tình trạng ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Mặc dù cường độ mưa đã giảm vào sáng 30 tháng 7, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất cao do đồi núi đã ngập nhiều nước. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ 17 giờ ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 30 tháng 7, khu vực thành phố Hạ Long đã ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 254 mm, gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực mưa lớn đã khiến tuyến cống từ đồi MLC Hạ Long chảy xuống tổ 5, 6, khu 3, kéo theo bùn đất tràn vào các nhà dân và ra đường 18A, phường Hồng Hà. Khu vực mương thoát nước lên phường và ngõ 4, đường Cao Thắng bị ngập sâu khoảng 0,6 mét, trong khi tại tổ 25B, nước đã vào nhà dân và các gia đình phải sơ tán đồ đạc lên vị trí cao hơn. Nhiều khu vực bị ngập cục bộ từ 20cm đến 120cm. Khu vực Hồ Điều Hòa, phường Ít Kiêu cũng bị ngập cục bộ. Từ đêm 29 đến dạng sáng 30 tháng 7, mưa lớn đã gây ra nhiều vụ sạt lở. Cụ thể, tuyến kè tổ 6 khu 1B phường Hồng Hải đã bị sạt lở gây hư hỏng một gian nhà của hộ dân phía dưới. Ngay trong sáng 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải đã tổ chức di rời khẩn cấp 7 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nhà văn hóa khu 1B. Các biện pháp như căng dây, bố trí phủ bạt tại khu vực bị sạt lở đã được triển khai để cảnh báo và đảm bảo an toàn. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại kè giữa phường Hồng Hải và Hồng Gai, cũng như kè tự xây tại tổ 6 khu 1B phường Hồng Hải. Tại phường Hồng Gai, kè mái ta luy đường Đặng Bá Hát, đường dẫn lên cầu bãi cháy, đã bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng, khiến đất đá đổ xuống lòng đường và gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Tại phường Cao Xanh, mưa lớn đã khiến khoảng 25 hộ dân bị cô lập. Phường đã hỗ trợ di rời 5 hộ có nguy cơ mất an toàn đến nhà văn hóa và các cơ sở lưu trú xung quanh. Đêm qua, thành phố Hạ Long đã phải huy động các lực lượng để thu gom rác, khơi thông dòng chảy và vận hành trạm bơm cưỡng bức nhằm giảm thiểu tình trạng ngập lụt. Tại phường Hà Khánh, Ủy ban Nhân dân phường đã thực hiện di rời 3 hộ dân tại tổ 1, khu 1 do có nguy cơ sạt lở. Phường Hà Trung cũng đã triển khai di rời khẩn cấp 3 hộ dân ở vùng có nguy cơ cao, bao gồm một hộ tại tổ 47, khu 5 và hai hộ ở vùng trũng tổ 14, khu 2 thành phố hạ long yêu cầu ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục huy động nhân lực vật lực để kiểm tra ra soát các khu vực có người dân đang sinh sống ở các tuyến đồi cao và vùng trũng các khu vực có nguy cơ sạt lở cần được phong tỏa cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thường xuyên kiểm tra giám sát và triển khai các biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra các sự cố khẩn cấp Hiện tại, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tích cực xử lý hậu quả, triển khai các biện pháp cứu trợ và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Tình hình vẫn đang được theo dõi sát sao và các biện pháp khẩn cấp sẽ tiếp tục được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân. Vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH 1600 trên 16 trên 24, mức âm 110, vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ suối lại, giai đoạn 1 của công ty than hòn gai TKV. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra. Trong quá trình làm việc, nhóm công nhân gồm 5 người bất ngờ gặp sự cố khi than và đất đá trong hầm lò đột ngột tụt lở, vùi lấp tất cả các công nhân. Ngay khi nhận được thông tin về sự cố, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Chủ tịch Hội đồng hành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn để triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp. Đến 5 giờ 28 phút ngày 30 tháng 7, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc, nhưng rất tiếc, 5 công nhân đã không qua khỏi. Danh tính các nạn nhân được xác định là BVD sinh năm 1985, BVQ sinh năm 1991. TXT sinh năm 2001, GAC sinh năm 1994 và VVH sinh năm 1977. Các thi thể đã được đưa ra ngoài và hiện đang được tiến hành các thủ tục cần thiết. Trước mắt, tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Công đoàn than khoáng sản Việt Nam và công ty than Hòn Gai TKV đã hỗ trợ tổng cộng 140 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân, bao gồm 20 triệu đồng từ tập đoàn, 20 triệu đồng từ công đoàn và 100 triệu đồng từ công ty than Hòn Gai. Đồng thời, các cơ quan này cũng sẽ giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước và thu xếp các chi phí hậu sự cho các công nhân. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định. Mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu và Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần. Thông tin từ ngày 28 đến 29 tháng 7, Con Tum đã xảy ra 46 trận động đất với độ lớn từ 2.5 đến 5.0, trong số này, trận động đất mạnh nhất đạt độ lớn 5.0 xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7 với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực này. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, các trận động đất gần đây chủ yếu là động đất kích thích do quá trình tích nước của các hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy địa chất bên dưới sự tích nước này có thể kích thích hoạt động địa chấn khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên ông giải thích rằng các yếu tố như mực nước hồ chứa tốc độ tích nước và tổng lượng nước đều có thể ảnh hưởng đến động đất tuy nhiên các tác động này có thể chỉ xuất hiện sau vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước đây khu vực con tum được coi là có hoạt động địa chất tương đối ổn định ít ghi nhận động đất Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2021, khu vực này đã chứng kiến hàng trăm trận động đất kích thích, trong đó có những trận gây rung chấn diện rộng. Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, đã xảy ra hơn 170 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 5.0. Điều này cho thấy tình trạng động đất tại Con Tum đang diễn ra nghiêm trọng hơn so với trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cũng lưu ý rằng trận động đất kích thích từng xảy ra ở các công trình thủy điện lớn khác như Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sông Chanh 2 và Thủy điện Sơn La. Tại Thủy điện Sông Chanh 2, hiện tượng này kéo dài hơn 10 năm với hàng nghìn trận động đất. Dự báo động đất kích thích tại Con Tum có thể kéo dài lên tới 10 năm trước khi tình hình ổn định trở lại, tương tự như Thủy điện Sông Chanh 2. Ông Nguyễn Văn Huấn, trưởng phòng dự báo khí tượng Thủy Văn, Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Tây Nguyên, bày tỏ lo ngại về nguy cơ sạt lở do hiện tượng rung chấn kết hợp với mưa lớn trên địa bàn. Tháng 7 vừa qua, lượng mưa tại Con Tum đã tăng đột biến so với trung bình nhiều năm trước. Dự báo tháng 8 sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài. Điều này có thể gia tăng nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Ông khuyến nghị các cơ quan chức năng cần kịp thời cảnh báo và chuẩn bị ứng phó với các hiện tượng thiên nhiên bất thường. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết, Viện Vật lý Địa cầu đã hoàn thiện hệ thống quan trắc động đất với 11 trạm tại khu vực Con Plong. Một đề tài nghiên cứu về động đất kích thích đã được phê duyệt và triển khai nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến hiện tượng này. Viện Vật lý Địa cầu cam kết sẽ tiếp tục khảo sát, quan trắc và nghiên cứu địa chất, đồng thời cập nhật thông tin động đất kịp thời cho chính quyền và người dân. Hiện tại, Việt Nam đã có mạng lưới trạm quan trắc động đất từ độ lớn 3.5 trở lên và bản đồ đánh giá nguy hiểm động đất tỷ lệ 1 trên 1 triệu đã được xây dựng. Các chuyên gia Việt Nam cũng đã phát triển bản đồ đánh giá động đất mới, nhưng các số liệu cần được cập nhật định kỳ sau 5 đến 7 năm. Phương pháp luận mới về đo đạc và xây dựng bản đồ sẽ được áp dụng để nâng cao độ chính xác của dự đoán động đất nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và công trình.